Những điều cần biết khi trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trên thế giới, vaccine phòng COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tiêm ngừa cho đối tượng trẻ em hiện nay là vaccine Pfizer. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản thống nhất kế hoạch tiêm chủng của thành phố và việc sử dụng vaccine Pfizer trong tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo quy định của Bộ Y tế. Ưu tiên trước trẻ 16-17 tuổi. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra hướng dẫn về việc tiêm vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên với những điều cần biết như sau. Trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị trước tinh thần cho trẻ bằng cách nói chuyện với trẻ trước khi đến buổi tiêm về những gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, cũng như tất cả các loại vaccine khác, trẻ sẽ được khám sàng lọc trước tiêm, do đó cần nói với bác sĩ về bất kỳ loại dị ứng nào mà trẻ có thể mắc để bác sĩ đưa ra chỉ định tiêm phòng phù hợp trong buổi khám sàng lọc. Trong khi tiêm vaccine, theo CDC Hoa Kỳ khuyến cáo, vaccine Pfizer được chỉ định cho mọi người từ 12 tuổi trở lên để giúp bảo vệ chống lại COVID-19. Vaccine phòng COVID-19 là an toàn và hiệu quả nên trẻ sẽ không thể mắc bệnh COVID-19 từ vaccine. Trẻ cần được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, trong đó mũi thứ hai cách mũi đầu tiên là 3 tuần, với liều lượng vaccine nhận được ở trẻ giống như ở người lớn. Trong cùng một lần tiêm hoặc không cần đợi 14 ngày giữa các lần tiêm ngừa, trẻ có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 cùng các loại vaccine khác. Trong suốt quá trình tiêm, phụ huynh cần an ủi trẻ. Ngoài ra, để ngăn ngừa ngất xỉu và các chấn thương liên quan đến ngất xỉu, trẻ nên được ngồi hoặc nằm trong khi tiêm và trong 15 phút sau khi tiêm vaccine. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, phụ huynh sẽ được yêu cầu ở lại trong 15 đến 30 phút để có thể quan sát trẻ trong trường hợp khi bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức. Trẻ có thể bị một số tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của trẻ, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Có tác dụng phụ có thể gặp như tại vị trí tiêm, đau, đỏ, sưng, biểu hiện toàn thân, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Qua đó, CDC Hoa Kỳ đã đưa ra một số cách giảm tác dụng phụ thông qua việc trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng các loại thuốc để giảm các triệu chứng. Nếu trẻ có bất kỳ cảm giác đau và khó chịu nào sau khi được tiêm phòng, phụ huynh có thể dùng những loại thuốc này để giảm bớt tác dụng phụ ở trẻ nếu không có chống chỉ định nào khác. Ngoài ra, phụ huynh có thể làm giảm đau và khó chịu nơi vị trí tiêm cho trẻ bằng cách đắp khăn lạnh, mát và ướt lên vị trí này. Kèm vận động cánh tay trẻ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, để giảm khó chịu do sốt, hãy cho trẻ uống nhiều nước và ăn mặc thoáng. Đặc biệt, theo dõi trẻ nếu thấy có vết đỏ hoặc vết thương nơi tiêm trở nên nặng hơn sau 24 giờ, hoặc nếu có các tác dụng phụ ở trẻ khiến phụ huynh lo lắng, hoặc dường như không biến mất sau một vài ngày, thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Cần có thời gian để cơ thể trẻ xây dựng sự bảo vệ sau khi tiêm phòng. Mọi người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ 2 tuần sau khi tiêm mũi thứ 2 của vaccine Pfizer. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiêm phòng vaccine, vẫn rất cần tuân thủ 5K để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19.